Chào tất cả anh chị cô chú đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là một tin buồn nha. Chiều này á thì Mobifone bị gặp trục trặc về nhà mạng á, nên là bảo đang nói chung là cũng không biết đâu. Đó, từ lúc mà 3 giờ chiều á tới tối tự nhiên không thấy cuộc gọi nào hết, nên là bảo nhìn điện thoại thì vẫn thấy sóng nhưng mà lấy những máy khác việc theo gọi qua lại không được. Đó thì anh chị cô chú nào á mà đặt hàng tối ngày hôm nay mình có thể là gọi thử được nha. Bảo thấy là lúc được lúc không. Còn nếu mà thích đặt những mẫu máy bảo lên thì có thể là gọi không được, mai mình gọi lại giúp bảo. Đó, nhà mạng Mobi là bảo thấy rất là lớn nên là sửa chữa vấn đề này á nó cũng khá là nhanh. Rồi tối ngày hôm nay á thì bảo giới thiệu sản phẩm máy phun sơn điện nha, thương hiệu Kayaki, một thương hiệu khá là lớn. Ngày trước là bảo chỉ được công ty á chào hàng có 3 sản phẩm đang có chương trình sale cuối năm. Bảo cũng không tính nhập nhiều như này đâu mà anh chị đặt quá trời luôn. Đó, lên có đúng 3 cây mà đặt cả đống à, nên là bảo nhập về một lô bán cho anh chị mình phun sơn nè, với lại sửa nhà cuối năm để ăn Tết luôn. Rồi bảo nhắc lại nhá, tối ngày hôm nay không gọi được thì ngày mai anh chị có thể đặt hàng, vì đây là máy mới nha, không lo hết đâu mà sợ. Rồi bảo sẽ giới thiệu sơ sản phẩm phun sơn Kayaki thương hiệu Nhật này. Rồi sản phẩm phun sơn này là xài bằng điện nha. Đó, anh chị nào thích nhỏ nhắn này, vừa phải mà giá thành quá rẻ luôn. Đó, từ mức giá là 680.000, bây giờ mình mua nó chỉ có là 550.000. Đầu tiên á là trên thùng máy sẽ in là công ty nhập khẩu nha, một công ty khá là lớn, công ty Bảo Tính nha. Rồi máy thì sẽ đi kèm là mã máy là KZ003GS nha, xài điện 220, công suất vừa phải 380W nè, bình thì cũng vừa phải thôi, không có nặng lắm đâu. Đó, 800ml. Sản phẩm này á thì sẽ đi kèm á là bét phun để anh chị mình á phun mọi loại sơn nè, như là sơn dầu nè, sơn nước nè, BO, có thể phun cả nhớt luôn cũng được. Đó, phun giả đá. Rồi phun chậu cây cảnh cuối năm bán hoa thì quá tuyệt vời luôn. Đó, mình mua cả lít sơn là mình phun rất là đẹp nha. Rồi đi kèm bên trong sẽ có những gì, 600.000 mà bây giờ á giảm còn 550.000 mà bảo được công ty chào hàng, anh chị đặt nhiều khủng khiếp quá nên là lấy về bán tiếp. Rồi lúc mà anh chị mua vào á thì bên trong anh chị biết tập đoàn Bảo Tính này á là một tập đoàn rất là lớn luôn, có tới 6 thương hiệu hàng đầu và rất là nổi tiếng như là Classic nè, BTS nè, Devo nè. Đó, Kayaki cũng có, Kai nuôi cũng có, toàn thương hiệu lớn không à. Đó, bảo hành thì phụ tùng thay thế tất cả đều có, ngay cả ốc vít cũng có luôn nha. Đó, nên là mình mua yên tâm lắm. Đó, bên trong á thì sẽ được công ty sơ cua sẵn là 2 mét đi kèm nha, bình bằng nhựa cứng nha. Nhựa này á thì anh chị cô chú mình cứ nghĩ bỏ xăng vào nó chảy á, không bao giờ chảy được đâu, mình xài rất là lâu. Nói chung là bình này á mình không đâm lủng thôi, xài cả đời luôn. Đó, nói chung là nó không thể nào mà bị lủng do sơn chỉ có tác động bên ngoài thôi. Đó, rồi thiết kế máy thì nó khá là đơn giản. Bình này có cao su, một lớp mút chống xì sơn ngược nha. Rồi thiết kế sản phẩm này hay lắm. Đó, nó có một cái nút ở đây nha anh chị nha. Đâu rồi? À, như này, nghiêng qua đây anh chị à. Đó, nghiêng qua rồi mình đè qua là nó khóa. Đó, tuyệt vời chưa? À rồi, thao tác chưa quen anh chị à. À, phải lôi lui, bảo phải thao tác một tí xíu mới biết được nha. Đó, lôi lui như này, mình gạt qua, đẩy lại, cứng ngắc. Rồi, với sản phẩm này á là mình có thể chỉnh được sơn nhiều ít ở đây. Đó, bóp công tắc máy mới hoạt động thôi, phải kéo cò mới lên sơn nha. Rồi bét thì có khả năng là phun đa chiều luôn, dọc ngang đều được. Đó,
tối ngày hôm nay nhập về số lượng nhiều hơn. Một công ty lớn bảo hành rất là lâu, lên đến là 6 tháng. Máy thì cầm tay nhẹ nhàng này, thích hợp thợ thầy đi phun cho chuyên nhà xưởng này. Đó, phun sắt thoải mái luôn, phun BU, sơn dầu đều được. Rồi tối ngày hôm nay Bảo cũng nhắc lại rồi nhá. Đó, anh chị nào á mà gọi đặt hàng không được, có thể sáng ngày mai gọi lại nha. Hàng thì mới về một lô luôn. Đó, không lo hết đâu. Rồi anh chị cô chú nào á mà muốn xem những video cuối năm Bảo giảm giá tất cả các mã hàng đang bán tại cửa hàng thì mình đăng ký ủng hộ bên cửa hàng Bảo nha. Rồi đặt hàng thì liên hệ trực tiếp. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay về phun sơn giảm giá xài bằng điện nha. Đó, rất là rẻ, phun mọi loại sơn luôn mà giá thành quá trời tốt luôn. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tại đây.